Xin chào tất cả các bạn đang xem kênh Phú Thủy Biker của mình. Và ở tập trước thì có giới thiệu cho các bạn một cái bộ áo giáp. Đây các bạn đó. Giới thiệu thêm cho các bạn thêm 3 món nữa. Tập trước thì có nói là bộ giáp này bắt buộc mình phải mua 3 giáp phụ kiện mình cần phải nên mua. Đó là giáp ngực, giáp hông và giáp lưng. Đây. Đây là cái giáp ngực. Nó cũng đơn giản thôi, cũng miếng nhựa rồi chút xíu thôi, nhưng mà nó rất là quan trọng các bạn nha. Hai miếng hai bên. Đó. Đó, thấy chưa? Còn khi đi thì thứ nhất vô đây thôi. Giáp hông này. Này, cứng rất là cứng cáp luôn các bạn này, thấy không? Đó. Và giáp lưng nữa. Rồi. Cái nón hiện tại có thể là đang sử dụng đây các bạn. Cái nón hiện tại thì đang sử dụng đây. Là nói chung là nó cũng cũ rồi, với lại một phần là nó cũng có va chạm mạnh rồi, cho nên là cái nón này nó cái hiệu năng của nó cũng không còn như lúc ban đầu nữa. Tại vì theo cái nhà thiết kế của người ta là cái nón mà khi mà mình va chạm một lần mạnh thì mấy cái kiểu như người ta làm cái gì trong cái nón này, nói chung va chạm mạnh một cái thì nó hiệu năng của nó sẽ giảm đi. Cho nên là cái độ an toàn nó không còn cao như lúc ban đầu nữa. Cho nên là Thủy quyết định sẽ mua một cái nón mới. Đây là cái nón carbon, full carbon của Thủy đây. Nó cân nặng của nó là gần 1,5 kg mấy bạn. Rồi, bây giờ Thủy sẽ gác qua để nó qua một bên. Bây giờ Thủy sẽ cho các bạn thấy cái nón mới của Thủy như thế nào nha. Go! Quá mạnh. Rồi. Đây mấy bạn thấy đây là cái nón R-Alpha 11. Có nón cũ thì là R-Alpha 70, còn đây là R-Alpha 11. Bây giờ thì sẽ mở cho các bạn xem ha. Rồi bây giờ thì sẽ mở ra cho các bạn xem ha. Đây mấy bạn. Đây là cái nón R-Alpha 11. Thứ nhất là thứ nhìn là cái tông của nó, màu của nó đi theo tông này, thì rất là thích nè. Tông sạc tông luôn, theo cùng với bộ áo luôn. Đó. Và điểm thứ hai, cái nón này nó có ba nơi thông gió. Một là ở vị trí ngay chỗ cầm. Đây. Hai là trên nón này và cuối cùng là trên này nữa. Đó. Có thể quan sát cho các bạn xem nè. Đó. Đây, một vị trí ở đây. Một vị trí ở đây. Và ở đây nữa. Đó. Thêm một cái nữa là cái trọng lượng của nó rất là nhẹ mấy bạn. Cái nón này không phải là carbon mấy bạn nha. Cái này là sợi thủy tinh. Thường là sợi thủy tinh nó sẽ nặng hơn carbon, nó sẽ nặng hơn carbon. Nhưng mà không biết sao cái nón này nó nhẹ này. Nó có 1,3 kg. Đó, có 1,3 kg. Còn cái nón cũ thì là tới 1,5 kg lận. Thì lý do tại sao mà nó như vậy? Tại vì cái nón này nó chỉ có một kính thôi. Một cái kính này thôi. Cho nên là cái trọng lượng của nó giảm đi rất là nhiều. Còn cái nón cũ thì nó tới tận là 2 kính. Đây. Tới tận 2 kính này. Một này. Đây cái giữa nó là 2 này. Đó. Cho nên là nó nặng là vì lý do đó mấy bạn. Tất cả lộ nón á của dòng HCC á thì nó đều có một cái thoát hiểm, một cái người ta thì cứ tạm gọi là cái thoát hiểm đi. Tại vì thì cũng chẳng biết gọi là như thế nào nữa. Là khi chúng ta mà muốn tháo mũ ra một cách nhanh nhất á thì cái này là giúp chúng ta nhanh nhất có thể này, chỉ cần đưa ngón tay thôi. Đưa ngón tay này giật mạnh ra một cái là nó ra.
trực hai bên là nó ra, là chúng ta có thể lấy mũ lấy nón ra được rồi. Đó, rất là hay. Rồi xong cái nón, bây giờ Thủy sẽ đậu xem thử là nó có hợp không nha. Rồi. Các bạn thấy sao? Thấy cái nón này có hợp với bộ áo nào của Thủy không? Nhưng mà cái nón này nghe, cái nón này thì cũng rất là thích, tại vì nó rất là nhẹ. Nhưng mà có một điểm đây là không biết cá nhân của các bạn như thế nào, nhưng mà riêng Thủy á, là cái kính này Thủy cũng thích lắm. Tại vì Thủy không có thích màu khối như thế này mấy bạn. Thủy lại thích cái màu như thế này nè, màu dài như thế này nhìn nó mới đẹp. Mà bây giờ Thủy không biết là, không biết cái kính này có dùng chung được không nè. Bây giờ Thủy thử thay vào thử nó có hợp không nha. Mà không biết là, tại vì cái mão này là mão R70, còn cái này là R11, không biết là có sử dụng được không đây. Mở thì cũng dễ dàng thôi mấy bạn, chỉ cần mình gạt đây chút là nó ra nè. Đó, bung rồi ha, gạt cái này cái nữa rồi xong. Ê, rất là dễ dàng luôn. Rồi xong, bây giờ thử gắn vào thử nó có hợp không nè. Hy vọng là được ha. Wow, được mấy bạn ơi, được. Ê, chờ xíu. Ồ, oh, được nha. Ồ, oh. Đây mấy bạn, các bạn thấy màu vàng thì nhìn nó ngầu hơn đúng không? Mà nhìn nó cũng hợp nữa. Đó, đi theo tông luôn nè, thấy không? Bao ngầu luôn. Rồi, vậy là xong phần cái mũ nha. Bây giờ Thủy sẽ giới thiệu tiếp các bạn một món nữa. Rồi, đây. Đây. Đôi găng tay với đôi giày là của hãng Dainai mấy bạn nha. Bây giờ Thủy sẽ mở ra cho các bạn xem là cái mẫu nó như thế nào. Đây. Đôi này chắc mấy bạn cũng nhìn quen rồi đúng không? Là đôi của Rossi. Rossi thường hay đua trong trường đua đó mấy bạn kìa. Một đôi giày, một đôi găng tay. Và đôi giày. Trông rất là màu sắc. Tại vì sao mấy bạn biết không? Nó rất là hợp với cái bộ giáp của Thủy, cho nên là bắt buộc Thủy phải mua theo nguyên tông như thế này mấy bạn nè. Theo nguyên tông như thế này luôn. Đó, bây giờ Thủy sẽ mặc thử nha. Rồi xong, quá đơn giản luôn. À đi, qua cho các bạn xem nè. Ở trong đôi giày này có cái gì nè. Các bạn xem nè. Cái đôi giày này nè, là hai miếng này là hai miếng carbon. Hai miếng này là hai miếng carbon mấy bạn nè. Hai miếng carbon nha, là khi mà chúng ta va chạm á, là có hai miếng này nó bảo vệ mình nè mấy bạn nè. Đồng thời nó có thêm miếng titan này nữa. Đó, nhìn rất là cứng cáp luôn. Oh.
xong đuôi ai. Quá ngầu luôn, y một bộ luôn á. Rồi bây giờ Thủy sẽ thử tiếp găng tay này nha, thử tiếp đôi găng tay này nha, xem là nó có đẹp không. Nhưng mà Thủy nghĩ chắc đẹp thôi, tại vì cùng theo tông màu mà với lại màu sắc rực rỡ nữa, quá nổi luôn. Nhưng mà trước khi đeo găng tay vô á, đội mũ trước, tại vì đội nấu trước nó là nó mình thao tác nó nhanh hơn, thao tác nó nhanh dễ dàng hơn. Hầu quá đẹp luôn. Các bạn thấy sao? Mấy bạn thấy cái bộ giáp này của Thủy nó có hợp không? Rồi chắc chắn là có nhiều bạn sẽ hỏi là cái bộ giáp này của anh Thủy mua tổng hết là bao nhiêu tiền, thì Thủy sẽ tiết lộ luôn cho các bạn biết luôn. Đầu tiên găng tay này là 7,5 triệu. Tháo ra từng món rồi các bạn cùng cộng cùng Thủy nghe. 7,5 triệu. Work. Cái nón này là 11,500. Là máy rồi. 7,5 triệu với 11,500 là thôi tạm qua đi, mấy bạn cộng dùng Thủy cái. Rồi cái bộ giáp này là 26,500. Bộ giáp này là 26,500. Và cuối cùng là đôi giày này. Đôi giày này là 11,000,000. Rồi tính tổng là bao nhiêu ta? 56,500,000 một bộ như thế này. Theo các bạn thì có nên mua hay không? Nhưng mà riêng Thủy thì Thủy thấy bộ này khá là ok, ví dụ là vừa với túi tiền, nhìn rất là đảm bảo luôn mà còn đẹp nữa. Rồi cái đó là quan điểm cá nhân của Thủy, còn các bạn thì sao? Các bạn cùng comment phía dưới bình luận cho Thủy biết nha. Còn bây giờ thì Thủy xin phép tạm biệt các bạn và chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ. Và các bạn đừng quên đăng ký subscribe của kênh Phú Thủy Baker của mình nha, để xem những video mới nhất từ Thủy. À quay nữa, sắp tới đây là Thủy sẽ có một cái tour Sài Gòn Đà Nẵng. Thì Thủy sẽ cố gắng quay cho các bạn xem những góc quay đẹp nhất có thể nha. Và sẽ có thêm một cái dự án nữa là Thủy sẽ dành tặng cho các bạn một clip ngắn thôi. Clip hồi trước giờ Thủy hay làm nhưng mà Thủy đầu tư nhiều hơn. Rồi các bạn nhớ đón xem nha. Bye bye.